Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chủ động ra soát cân đối nguồn lực lương thực dự trữ quốc gia, đảm bảo duy trì mức tồn kho hợp lý, đồng thời đáp ứng thực hiện các nhiệm vụ. Thực hiện chỉ thị số 24 ngày 5 tháng 8 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo dừng chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay. Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước chủ động ra soát cân đối nguồn lực lương thực dự trữ quốc gia đảm bảo duy trì mức tồn kho hợp lý, trên cơ sở đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước có thể chủ động ứng phó nhanh hiệu quả trong mọi tình huống đột xuất cấp bách, không để người dân thiếu lương thực, thiếu gạo khi giáp hạt, thiên tai, dịch bệnh. Hiện Tổng cục Dự trữ Nhà nước đang xây dựng kế hoạch mua lương thực năm 2024 với mức dự trữ phù hợp, đảm bảo nguồn lực dự trữ sẵn sàng thực hiện xuất cấp kịp thời theo quyết định của cấp có thẩm quyền và góp phần tham gia bình ổn thị trường khi cần thiết.